Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phá rừng để lo cho dân. Theo VN Express, ngày 4 tháng 9, nhà cầm quyền Bình Thuận dự định sẽ xây dựng hồ thủy lợi Capet, diện tích gần 700 hecta, dung tích chứa hơn 51 triệu mét khối nước, tổng vốn hơn 874 tỷ đồng, khởi công vào năm 2024, hoàn thành năm 2025. Hình ảnh bài viết trên VOA. Mục tiêu xây dựng hồ thủy lợi này là để phát triển kinh tế, cung cấp nước cho nông nghiệp, khu công nghiệp, sinh hoạt, đồng thời cải thiện môi trường khô hạn và điều tiết nước vùng hạ du Hàm Thuận Nam. Thông tin này đã làm cộng đồng phản ứng dữ dội. Để trấn an dư luận, lên án hành động phá rừng này, hôm 7 tháng 9, Bí thư tỉnh Bình Thuận Dương Văn An và Phó Chủ tịch tỉnh này, ông Nguyễn Hồng Hải, đã cùng lãnh đạo các sở ngành có cuộc họp báo trả lời các câu hỏi liên quan. Trong cuộc họp báo, lãnh đạo tỉnh này nói với báo chí rằng làm hồ thủy lợi là để lo cho sinh kế của dân, vì nơi đây quá khô hạn trong khi dân nghèo thiếu nước tưới, đồng thời hứa là sẽ trồng mới gấp 3 lần diện tích rừng bị phá. Theo báo chí trong nước, dự án hồ chứa nước Capet nằm ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã được Quốc hội phê chuẩn hồi năm 2014 để cấp nước tưới cho gần 7.800 hectare đất nông nghiệp, nước sinh hoạt cho 120.000 dân và nước sản xuất cho khu công nghiệp Hàm Kiệm 2. Mạng báo VN Express nói, diện tích rừng sẽ bị phá để lấy đất làm hồ thủy lợi là gần 620 hectare, trong đó có 138 hectare rừng đặc dụng với nhiều loại gỗ quý như lim, sao, bằng lăng hàng trăm năm tuổi với trữ lượng lớn và môi trường sống của nhiều loại động vật hoang dã. Đây là khu rừng đã có từ lâu đời gắn liền với không gian sống của người Rackline hàng trăm năm qua. Cũng theo bài báo này, gỗ thu hoạch được sau khi phá rừng sẽ được bán lấy tiền. Tuy nhiên, sau đó trang mạng này đã sửa đổi hay cắt bỏ một số chi tiết trong bài báo với lý do không chính xác khiến độc giả hiểu lầm. VOA dẫn lời Bí thư Dương Văn An nói tại cuộc họp báo rằng tỉnh của ông là một trong hai tỉnh khô hạn nhất Việt Nam với nhiều vùng đất khô cằn, hoang hóa, sản xuất nông nghiệp chỉ nhờ vào nước mưa. Vùng làm dự án, cuộc sống người dân nghèo khó lắm, thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước trầm trọng, khô hạn, cây trồng thiếu nước. Làm lãnh đạo mà không lo được cho dân thì có lỗi với dân. Ông An trần tình theo như lời tờ Dân Việt dẫn lại. Trách nhiệm của tỉnh là lo nước cho dân. Nhiều nhiệm kỳ qua, Bình Thuận đã tìm mọi cách vừa xin trung ương, vừa dùng nguồn lực địa phương để xây dựng hệ thống hồ chứa nước, kênh mương, thủy lợi trên toàn tỉnh. Ông An được báo Bình Thuận dẫn lời. Hình ảnh khu rừng ở xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam sẽ được chuyển đổi để làm hồ chứa nước Capet cuối tháng 8 năm 2023. Dân Việt dẫn lời ông An nói rằng mất rừng ai cũng tiếc, nhưng xây hồ thủy lợi Capet sẽ được nhiều hơn mất. Bí thư tỉnh Bình Thuận hứa hẹn sẽ trồng thay thế trên 1.800 hectare, tức là gấp 3 lần diện tích rừng bị phá, và việc này sẽ hoàn thành vào năm 2025, cùng thời điểm xây xong hồ thủy lợi, theo báo Bình Thuận. Thông tin Bình Thuận phá rừng để làm hồ thủy lợi đã khiến cộng đồng mạng Việt Nam dậy sóng với nhiều người phản đối và lên án. Nhiều người đặc biệt chỉ trích việc triệt hạ những cây gỗ quý có giá hàng trăm triệu đồng mỗi cây sẽ được đem bán đấu giá khai thác gỗ. Trên Facebook, VOA dẫn lời nhà thơ Thái Hạo nói về việc này là chữa bệnh bằng cách uống thuốc độc. Không thể hiểu tại sao người ta có thể lạnh lùng đặt bút để ký khai tử nốt những mảnh rừng nhỏ nhoi cuối cùng còn sót lại của một quốc gia nhiệt đới, nhưng chỉ có diện tích rừng khoảng 2%, riêng rừng nguyên sinh chỉ còn 0,25%, nhà thơ này viết. Theo lập luận của ông thì rừng chính là nước, không có rừng thì nước cũng hết. Lúc ấy, những hồ thủy lợi chỉ có thể dùng để chứa nước mưa, còn mùa khô thì trơ đáy. Ông giải thích và cho rằng mất rừng sẽ dẫn đến lũ quét, lũ ống, lũ bùn. Trồng cây để đợi thành rừng thì phải mất cả trăm năm, trong khi làm hồ thủy lợi thì có nhiều cách. Còn những mảnh xanh cuối cùng cũng đem phá nốt và lập luận rằng sẽ trồng để thay thế. Đó là nói cùng, nói lấy được, ông chỉ trích. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Phá rừng để lo cho dân. Đảng lấy văn hóa để soi sáng đường đi của mình. Báo VOA ngày 5 tháng 9 có đăng bài viết của tác giả Trần Văn bình luận về những vấn đề văn hóa nội tại dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hình ảnh bài viết trên VOA. Theo đó, vừa qua, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam, lại nói về nét đẹp văn hóa, về truyền thống, về tinh thần, về khát vọng Việt Nam. Tại hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 vừa được tổ chức ở Hà Nội, ông Chính lặp lại lời ông Hồ Chí Minh
văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Đảng của ông Chính đột nhiên quan tâm đến truyền thống văn hóa, lồi đề cương văn hóa Việt Nam do ông Trường Chinh soạn thảo để khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, là đuốc soi đường nên cần ngẫm nghĩ xem vì sao lại thế. Tác giả phân tích, gần đây nhiều người sử dụng mạng xã hội chỉ trích kịch liệt việc các cơ quan truyền thông tiếp tục khai thác những vấn đề kiểu như Hoa hậu Diễm Hương bị rắn bò ngang bụng lúc đang ngủ, rùng mình nghe dân tình phán điều đáng sợ. Hay xôn xao clip người đàn ông dòm váy của cô gái chụp ảnh trên phố Phan Đình Phùng. Hay Khánh Thi khó ngủ mệt mỏi ở tháng cuối thai kỳ, Phan Hiển xoa bụng vợ cực đáng yêu. Bất kể kinh tế suy thoái chưa thấy điểm dừng, xã hội hỗn loạn. Tất cả các giới bi quan vì bế tắc đủ mọi khía cạnh. Hệ thống truyền thông chính thức vẫn tiếp tục né tránh, không những không chạm vào những vấn đề nóng nhất, gây bức bối nhất, mà còn tiếp tục dẫn dắt công chúng, đặc biệt là giới trẻ, chú tâm vào phần mà một số chuyên gia tâm lý từng khái quát là đóng hộp những chuyện tầm phào để đánh từ thắt lưng trở xuống. Xưa này, dưới thắt lưng vẫn thường được dùng để ám chỉ những nhu cầu thuần túy bản năng. Trong tâm lý chiến, đánh từ thắt lưng trở xuống là cách gọi việc khai thác tối đa những chuyện tầm phào để tạo ra sự hoang mang, nghi ngại, tâm trạng bất an, sự bất bình với thực tại, kể cả sự sợ hãi, trốn chạy thực tại. Đánh từ thắt lưng trở xuống còn có thể sử dụng để thủ tiêu những khát vọng, nỗ lực, hướng thượng, sự quan tâm và mong muốn đóng góp thay đổi môi trường sống, không gian sống theo hướng tích cực hơn so với hiện tại, khiến đối tượng chỉ còn quan tâm đến việc tìm kiếm tự thỏa mãn những nhu cầu cá nhân, ăn, ở, hưởng lạc. Khi nhiều cá nhân chỉ còn quan tâm đến việc thỏa mãn các nhu cầu của riêng họ, tinh thần của cộng đồng sẽ bị lệch lạc, tương lai của một xứ sở sẽ sụp đổ. Hình ảnh ông Chính tại Hội nghị Văn hóa năm 2023. Không chỉ báo chí, cung cách quản trị điều hành xã hội cùng với nỗ lực chống tự diễn biến, tự chuyển hóa để duy trì sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra những thế hệ mà đa số thành viên không còn bận tâm đến thời cuộc, xem bất công, bất toàn như điều hiển nhiên, xem phản biện hay vận động để tạo ra những thay đổi theo hướng tích cực hơn là phản động, là phản bội. Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam đang ra sức quảng bá cho việc đang soạn thảo chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh với trọng tâm là bảo tồn, phát huy và nhân lên các giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Làm sao để có thể đạt được mục tiêu đó khi cung cấp quản trị điều hành xã hội vẫn chỉ là nhằm thủ tiêu các ý kiến khác biệt và những đề nghị trái với chủ trương, đường lối vốn đầy rẫy sai lầm bằng luật hình sự thay vì thừa nhận tự diễn biến, tự chuyển hóa là quy luật sinh tồn. Nhờ vậy, nhân loại mới tồn tại và phát triển thì lại liên tục khẳng định đó là nguy cơ phải chống đến cùng. Làm sao có thể đạt được những mục tiêu đó khi hệ thống truyền thông chính thức được sắp đặt theo hướng chỉ cổ suý các cá nhân, đặc biệt là giới trẻ, xem việc làm sao để có thể ăn ngon mặc đẹp, có thể chứng minh mình sanh điệu là lý tưởng của cuộc đời. Việc lồi đề cương văn hóa Việt Nam ra và tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra trong bối cảnh đạo đức cách mạng không những đã hết mà còn đang làm cho công chúng nôn thốc, nôn tháo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Đảng lấy văn hóa để soi sáng đường đi của mình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.